Mời quý độc giả của báo Đồng Nai cập nhật các tin tức đáng chú ý vừa diễn ra cùng tin nhanh audio hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2024. Bản tin hôm nay có các nội dung sau đây. Tập trung kiểm tra kiểm soát thị trường giá cả vào cao điểm Tết Nguyên đán. Tin của Hải quân. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và mặt hàng y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Tập trung xử lý vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại điện tử, kinh doanh bán hàng trên mạng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng, tăng cường kiểm tra giám sát các chương trình khuyến mãi. Kiến nghị nâng cấp tuyến đường nhà máy nước Thiện Tân lên tối thiểu 4 làn xe. Tin của Minh Thành. Thưa quý vị, theo nội dung thông báo của Sở Giao thông Vận tải về việc thực hiện công tác sửa chữa và nghiên cứu đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường nhà máy nước Thiện Tân, các sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu thống nhất đề nghị công ty cổ phần Sona Đề Di Châu Đức căn cứ hợp đồng đã được ký kết sớm sửa chữa các vị trí hư hỏng của tuyến đường này trong tháng 1 năm 2024. Sau khi công ty hoàn chỉnh công tác duy tu sửa chữa, Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương bàn giao lại tuyến đường này cho Sở Giao thông Vận tải quản lý. Trong khi chờ tuyến đường được nâng cấp mở rộng, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện việc sửa chữa tuyến đường này. Các cơ quan chức năng cũng nhận định để xử lý dứt điểm tình trạng hư hỏng ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông trên tuyến đường nhà máy nước Thiện Tân thì việc đầu tư mở rộng nâng cấp hạ tầng giao thông là cần thiết. Do đó thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường này với quy mô tối thiểu 4 làn xe, bổ sung hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng vỉa hè bằng nguồn vốn đầu tư công. Từ ngày 25 tháng 1, tăng tiền thu gom rác lên 40.000 đồng một tháng. Tin của Hoàng Lộc. Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức vừa ban hành quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh. Theo quyết định này, đối với các phường, thị trấn, xã, vùng 1, tiền rác của hộ gia đình có một nhân khẩu là 15.000 đồng một tháng, phòng trọ là 15.000 đồng một phòng một tháng, các hộ dân còn lại là 40.000 đồng một hộ một tháng. Tại các xã còn lại, hộ một nhân khẩu là 10.000 đồng một tháng, phòng trọ là 10.000 đồng một phòng một tháng, hộ dân cư còn lại là 35.000 đồng một tháng, giá đã bao gồm thuế 10%. Đối với các đơn vị hành chính, hộ kinh doanh, trường học, nhà trẻ, trụ sở doanh nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất, nhà ga, cửa hàng, khách sạn, nhà hàng và các trường hợp khác phải ký thỏa thuận với đơn vị xử lý rác thải, dịch vụ thu gom và vận chuyển dựa trên lượng chất thải phát sinh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 1 năm 2024. Bắt thêm đối tượng trong vụ lừa bán hòn đá hủy diệt sắt, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Tin của anh Quân. Liên quan đến nhóm đối tượng giàn cảnh lừa bán hòn đá hủy diệt kim loại sắt, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ. Ngày 11 tháng 1, đối tượng Đào Văn Lắm, 30 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đầu thú. Cơ quan công an xác định Lắm lấy tên giả là Quốc, đóng vai cháu của đối tượng Võ Trung Trực, giúp sức như lau chùi nhà cửa, bưng bê trái cây, bưng bê hòn đá quý đặt lên bàn thờ và được Trực trả công 90 triệu đồng. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ tổng cộng 6 đối tượng gồm Trực, Hậu, Lan, Hiệp, Chi và Lắm để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tính đến ngày 11 tháng 1, các đối tượng nói trên đã tự nguyện giao nộp số tiền gần 1 tỷ đồng cho cơ quan công an. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục kêu gọi hai đối tượng có liên quan đến vụ án là Trần Thị Hạnh và Lê Hoàng Long hiện đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Phát hiện sản phẩm tàu hũ kỳ dương tính với hàn thè, tin của Hạnh Dung. Ngày 12 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn thực phẩm của tỉnh đã kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Vĩnh Cửu. Qua kiểm tra tại quán ZNB ở thị trấn Vĩnh An, đoàn ghi nhận quán không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước, test nhanh các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm hai sản phẩm được kinh doanh tại quán là bún tươi và tàu hũ kỳ cho kết quả sản phẩm tàu hũ kỳ dương tính với hàn thè. Theo đại diện cơ sở, sản phẩm tàu hũ kỳ được quán mua tại một cửa hàng ở chợ Sặt, thành phố Biên Hòa, mỗi ngày mua khoảng 5 kg. Sau khi sản phẩm này cho kết quả dương tính với hàn thè, chủ cơ sở đã tự tiêu hủy dưới sự giám sát của đoàn kiểm tra. Đoàn đã chuyển biên bản kiểm tra đến phòng y tế huyện Vĩnh Cửu để phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền, hướng dẫn cơ sở khắc phục.
Quý vị vừa cùng Báo Đồng Nai cập nhật các tin tức đáng chú ý. Bản tin tin nhanh audio có trên các nền tảng của Báo Đồng Nai vào 6:30 sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.